thời yến vừa dứt lời trịnh thư ý liền ngơ ngẩn cả người gương mặt của anh gần ngay trước mắt hơi thở lại vấn vương bên người cô có một thứ gì đó không thể diễn tả được bỗng chốc tràn ngập khắp cả căn phòng dần dần hình ảnh trong đầu trịnh thư ý bắt đầu dịch chuyển theo một hướng khó tả một đi không trở lại dù có tám con ngựa kéo cũng kéo không nổi hoạt động tâm lý thay đổi không có cách nào kiềm chế mà hiện rõ lên chê y gương mặt biểu hiện cụ thể chính là mặt trịnh thư ý nóng bừng bừng, chính bản thân cô cũng có thể cảm nhận được cơn nóng xuất phát từ da thịt, ngay cả hơi thở cũng trở thành sóng nhiệt, nhưng trong tiềm thức cô vẫn cảm thấy mình không thể hoảng lên vào lúc này được, cô nhìn thời yến một lúc lâu, trịnh thư ý chớp chớp mắt, nhà từng chữ một, ồ, ồ, thời yến, trịnh thư ý, mong chờ quá đi, thời yến, rõ ràng là mặt cô đã đỏ như táo Fuji, mà cô vẫn còn cố nói mấy lời này để giữ thể diện, chẳng biết sốt cuộc là cô đang toan tính chuyện gì nữa, thời Yến bỗng thấy có hơi buồn cười, anh nhấc tay, khẽ nhéo cầm cô, em không biết xấu hổ hả, trịnh thư ý, thời Yến buông tay, ung dung ngồi thẳng người dậy, đeo mắt kính lên, trịnh thư ý sờ sờ cái cầm vẫn còn cảm giác ngưa ngứa của mình, nhỏ giọng thì thầm, này không phải do anh nói trước ư, hả? Cánh tay thời Yến duỗi thẳng ra, gác lên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cô, lời tôi nói em cũng nghe ư, nghe chứ trịnh thư ý được đà nói tiếp có khi nào anh nói mà em không nghe đâu đây anh bảo em tới tăng ca em liền đến tăng ca đấy thôi người bên cạnh lại nhích lại gần lần nữa nhưng khác với khung cảnh hơi thở hòa quyện vào nhau lúc nãy, anh cúi người, cánh tay vừa vặn vòng qua phía sau lưng trịnh thư ý, đúng là bây giờ tôi có hơi đói, trịnh thư ý, cô trợn mắt, nhìn một vòng quanh phòng, lắp bắp nói, chuyện này, ban ngày ban mặt, đây lại là văn phòng, không tốt lắm đâu, có cái gì mà không tốt. Thực sắc tính dã thời Yến nhích lại gần hơn, ai quy định ban ngày ở văn phòng thì không được hả, ngón tay trịnh thư ý khẽ khẩy mép sofa, nếu anh nói như thế, vậy em có việc gấp phải đến nhà vệ sinh một tí, nhà vệ sinh thời yến híp mắt em có đam mê này à đầu trịnh thư ý ông lên như có hai người đang bắt đầu giao chiến bên trong một bước đến đích có phải hơi nhanh rồi không tuy nhiên nhìn gương mặt này của thời yến có vẻ như cô có làm thế nào cũng không lỗ nhưng mà cảnh tượng ấy quả thực có hơi -ta si thích lâu đinh hóa ra cảnh văn phòng play trong tiểu thuyết không phải là bịa đặt trong giới tổng giám đốc đều ưa chuộng trò này trông thấy ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào không chung của trịnh thư ý quả nhiên cô bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình rồi cuối cùng thời yến cũng chịu thu lại suy nghĩ trêu chọc cô đưa tay che đi khóe môi đang cong lên của mình anh đứng dậy đi về phía bàn làm việc dọn đồ trước mặt em đi ăn cơm thôi trịnh thư ý hả hả cái gì mà hả Thời Yến tỷ lên bàn, từ chê y cao nhìn xuống trịnh thư ý đang ngồi chê y ghế, công ty em vào ban ngày không cho ăn cơm trong văn phòng à, trịnh thư ý, cả người đơ ra một hồi lâu, cô cười gượng gạo, trong lòng lại hơi buồn bực, đẩy tài liệu trước mặt sang chỗ khác, công ty bọn em khá nghiêm khắc, đúng là không cho phép ăn cơm tại bàn làm việc, chưa đầy vài phút, chuông cửa bỗng vang lên, có người mang theo hai hộp cơm bước vào, nhanh nhẹn đặt lên bàn trà tiếp khách, trịnh thư ý nhìn mấy món món ăn được xếp chê y bàn, hàng chân mày rủ xuống, tăng ca, tài liệu, bữa ăn văn phòng, đúng là một ngày phong phú, bên cạnh bàn còn chất một đống tài liệu, trịnh thư ý ước chừng, lượng công việc có vẻ không ít, cho nên cô liền ăn nhiều thêm vài miếng, lúc ngồi ăn thì không thấy gì, nhưng sau khi ăn xong, lúc trịnh thư ý vào phòng vệ sinh trong phòng làm việc của anh để xúc miệng thì mới nhận ra hình như mình đã ăn quá no rồi, cô vừa đi ra vừa nghĩ xem nên làm gì để tiêu bớt cơm thì thời yến lại đứng dậy nói với cô tôi đi họp đây em chờ ở đây nhé anh vừa nói xong liền đi thẳng ra cửa lúc định bước ra khỏi phòng thì bỗng nhiên anh nghĩ đến cái gì đó quay đầu nhìn trịnh thư ý đang chậm rãi đi dạo trong phòng em có thói quen ăn bánh ngọt sau bữa ăn không sao sao có ai nhớ đến sự tích cái bánh ngọt này không Mặt cười, Trịnh Thư Ý, hả Thời Yến, nếu em muốn ăn." Trịnh Thư Ý phản ứng lại, vẻ mặt không chút biểu cảm đáp lời, "Em không ăn." Thời Yến không nói gì mà chỉ cười. Sau khi anh rời khỏi, cửa văn phòng tự động đóng lại, Trịnh Thư Ý vẫn cứ nhìn cánh cửa kia một hồi lâu mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, toàn thân thả lỏng, cả người tê liệt ngã xuống ghế sofa, vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tất Nhược San, "Trịnh Thư Ý, tao thấy chiều hướng của sự việc hiện tại không giống như Tao tưởng tượng mày ạ, à? Tất Nhược San, sao đấy? Trịnh Thư Ý, hình như tao đi lệch quỹ đạo, mờ út rồi, đang phi nước đại đến con đường, bạn giường, mày ơi, Tất Nhược San gửi tin nhắn thoại đến, cô ấy kinh ngạc thốt lên, tụi bay lên giường nhanh thế, Trịnh Thư Ý, Trịnh Thư Ý, mày nghĩ gì thế? Trịnh Thư Ý, nhưng mà tao thấy lão, cô gõ chữ đứt quãng, không có một chút logic cũng không hề sắp xếp lại ngôn ngữ, kể lại câu chuyện xảy ra trong văn phòng ngày hôm nay một cách luôn lộn xộn chẳng biết tất nhược san có hiểu không nữa đoán chừng bây Giờ tất nhược san cũng đang bận cho nên vẫn chưa trả lời tin nhắn cô, trịnh thư ý chờ một lát, căng ra bụng, trùng ra mắt, cô lấy một cái gối, dựa vào sofa định chợp mắt một lát, máy sưởi trong phòng làm việc được điều chỉnh khá ấm áp, chỉ trong chốc lát, trịnh thư ý đã ngủ th yêu đi, mới hơn 2 giờ, mặt trời dần dần bị áng mây che khuất, bóng mở loang lỗ từ chê y màn cửa vừa vặn hắt lên gương mặt của trịnh thư ý, mang theo chút mát mẻ, bất chi bất giác. Thời gian cứ thế yên lặng trôi qua trong giấc ngủ, thời yến bước ra khỏi phòng họp, khâu phúc dẫn theo hai người trong nhóm quản lý cấp cao cầm theo cặp kẹp tài liệu, chuẩn bị đến phòng làm việc của anh mở một cuộc họp nhỏ, cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt bọn họ là một cô gái đang dựa vào sofa ngủ ngon lành, bọn họ có thể bắt gặp cảnh tượng này là do chiếc váy đỏ che y người cô gái ấy quá mức chói mắt trong căn phòng lạnh như băng thế này. Có một điểm hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh xung quanh chính là đôi chân dài tùy tiện bắt chéo buông thỏng xuống bên sofa, lộ ra một đoạn mắt cá chân mảnh khành, và cả đôi giày cao gót chỉ che một khoảng mờ u bàn chân, bầu không khí tại cửa phòng làm việc bỗng chốc trở nên khó nói. Như là suy nghĩ trong chớp mắt, Khâu Phúc mang theo thái độ phi lễ chớ nhìn, vội vàng xoay mặt đi chỗ khác, hai người quản lý cấp cao cũng gấp gáp quay người một góc 90 độ, nhưng khi vừa quay người thì lại phát hiện hai người đàn ông đối mặt với nhau, thế là cả hai lại vội vàng quay một vòng 180 độ, ngắm nhìn phong cảnh của công ty, thời yến nhìn bọn họ, dường như anh không để ý đến sự hoảng hốt của cấp dưới, "Chờ tôi một lát", anh điềm tĩnh bước vào phòng, đóng cửa lại, Khâu phúc cậu không hoàng thế sao cậu lại đóng cửa hả, thời yến nhẹ nhàng bước tới, dẫm lên tấm thảm bên cạnh sofa, cúi đầu nhìn Trịnh Thư Ý, cô nghiêng gần nửa người, gác đầu lên trong một tư thế vô cùng kỳ quái, lúc ngủ thì không thấy gì, nhưng khi tỉnh dậy, cổ không gãy thì eo cũng sẽ bị cứng một hồi lâu, thời Yến ngồi xổm xuống, cánh tay vòng qua sau lưng và đầu gối của cô, nhẹ nhàng chỉnh lại, để cô nằm chê y ghế sofa đàng hoàng, động tác tuy nhỏ nhưng lại quấy dày Trịnh Thư Ý, cô nhíu mày, không mở mắt mà xoay xoay cái cổ, tìm một vị trí thoải mái hơn để ngủ tiếp, chỉ và chỉ vài phút sau cô dần dần nhận ra hình như có ai đó đang chạm vào mình trong khoảnh khắc vừa mở mắt ra trước mặt cô hoàn toàn không thấy gì cả chỉ có lá cây của chậu cây xanh đang lung lay trước mắt trịnh thư ý vẫn còn đang mơ ngủ cô từ từ ngồi dậy quan sát xung quanh cuối cùng xác định mình đã xuất hiện ảo giác ý thức vẫn còn đang mơ hồ cô nhìn màn hình điện thoại đồng Hồ Hiển Thị 3 giờ chiều, cô vậy mà đã ngủ th THIOTA đi một tiếng đồng hồ, điện thoại còn có mấy tin nhắn thoại mà Tất Nhược San gửi đến, vừa ngủ dậy, cả người lại càng thêm mệt mỏi, trịnh thư ý chậm rãi hít thở, miễn cưỡng dựa vào ghế sofa, bấm mở mấy tin nhắn thoại, giọng nói của Tất Nhược San vang lên trong căn phòng yên tĩnh càng thêm vang dội Tất Nhược San, thật ra tao đã muốn nói từ lâu rồi, Tất Nhược San, tao thấy á, dù mày không toan tính cả, cái gì gì đó chỉ cần tính với người này thôi là mày đã không lỗ rồi tất nhược san mà đâu phải không lỗ phải nói là mày lời được một mớ rồi ấy chứ tất nhược san chị em ơi cố lên tao thực sự mong chờ một ngày mày được gả vào nhà giàu đến khi tin nhắn cuối cùng vang lên được một nửa trịnh thư ý mới chợt nhớ ra đây là văn phòng của thời yến cho dù không có ai ở đây nhưng mà nghe thấy mấy lời này cũng kỳ kỳ thế là cô vội vàng bấm ngừng tin nhắn thoại cố cùng lúc đó trong văn phòng vang lên tiếng nước chảy róc rách trái tim của trịnh thư ý như nhảy lên tận cuống họng cô nín thở nhìn về phía phòng vệ sinh theo bản năng một giây hai giây ba giây một lát sau tiếng nước ngừng chảy cửa phòng vệ sinh mở ra thời yến cầm khăn vừa lau tay vừa bước ra của nhiên là anh trái tim đang treo lơ lửng chê y cổ họng cuối cùng cùng được hạ xuống rồi sau đó lại nảy lên đập thình thịch cô cứ nhìn thời yến lau tay như thế rồi anh đi đến phía sau bàn làm việc, vứt khăn tay xuống mới xoay người lại, dậy rồi à, trịnh thư ý ngơ ra một hồi mới gật đầu, sao anh lại ở đây, thời yến buồn cười, đây là phòng làm việc của tôi hay của em, vốn từ của trịnh thư ý bị kẹt ngang ở cuống họng, một chữ cũng không nhả ra nổi, cả một lúc lâu sau, cô mới lý nhí nói, vừa nãy anh, rửa tay thời yến hỏi lại sao thế thấy anh có vẻ bình thường trịnh thư ý cũng dần dần bình tĩnh trở lại cửa phòng vệ sinh cách âm có lẽ anh không nghe thấy gì đâu không có gì em chỉ giật mình thôi ồ Thời Yến cất bước đi tới, nhìn thẳng vào mắt cô, sao lúc trước tôi không phát hiện ra lá gan em bé thế nhỉ, trịnh thư ý mấp máy đôi môi, không biết phải nói gì, đến khi Thời Yến chỉ chỉ đống tài liệu chê y bàn, em biến phòng làm việc của tôi thành khách sạn đấy à, sao không chịu làm việc à, trịnh thư ý lập tức lấy ra một bản báo cáo tài chính, đợi đến khi Thời Yến ra khỏi văn phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho tất nhược san, trịnh thư ý, làm tao sợ muốn chết, Trịnh thư ý, suýt nữa là thời yến nghe thấy tin nhắn của mày rồi, thời yến vừa bước ra, cửa phòng làm việc liền tự động đóng lại, anh không hề dừng bước đi thẳng về phía trước, lạnh lùng thông báo, đến phòng họp số 3, khâu phúc khó hiểu nhìn anh, hai cấp dưới cũng nhìn nhau, mới chưa được mấy phút mà sao con người này lại thay đổi tâm trạng rồi, nghĩ đến lát nữa còn có cuộc họp cá nhân, bọn họ lại bắt đầu căng thẳng, cuộc họp của thời Yến kéo dài hai tiếng đồng hồ, lúc quay lại văn phòng, tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng, hiển nhiên đã được đọc qua một lần, trịnh thư ý thì đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, thứ bảy à chắc là được đó cuối năm tôi không có tăng ca du lịch xung quanh hai ngày à cũng được nhưng tôi sẽ mang laptop theo sợ có việc đột xuất người ở đầu dây bên kia là một cô gái mà trịnh thư ý quen biết khi thực tập tại tòa soạn báo hai người cũng khá thân thiết với nhau tuy bây giờ làm việc ở hai nơi khác nhau nhưng chưa bao giờ cắt đứt liên lạc ban đầu cô ấy định đi chơi với bạn trai nhưng đối phương bỗng có việc đột xuất nên cho cô ấy leo cây mà cô ấy đã đặt khách sạn xong xuôi vé vào cửa cũng mua ở chê y mạng đâu vào đấy tiếc không muốn bỏ nên gọi điện hỏi trịnh thư ý xem có muốn đi chơi với cô ấy hay không trịnh thư ý nghe cô ấy nói một hồi thì gật đầu đáp ừ mai tôi đi họp ở tòa soạn nếu không có việc gì quan trọng thì tôi sẽ chốt với cô nhé vừa nói xong sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói của thời yến em có việc đấy trịnh thư ý cô quay đầu lại nhìn thấy thời yến đứng cách mình không xa trịnh thư ý nói với người bên đầu dây bên kia mang theo chút hoảng hốt tôi đang có việc cúp trước đây sau đó cô hỏi lại thời yến sao thế ạ à? lúc thời yến lướt qua người cô liếc nhìn điện thoại đang được cô nắm chặt trong tay anh nói từ thứ sáu tuần đến chủ nhật tuần sau phủ thành sẽ tổ chức hội thảo cấp cao Crancher, em không đi à hội thảo cấp cao Crancher xuất phát từ phương tây đến lúc đó thì tất cả các ông chùm trong ngành sẽ tề tụ là cơ hội gặp mặt của những người có năng lực một sự kiện thường niên trong ngành trịnh thư ý dĩ nhiên là muốn đi rồi nhưng năm nay chỉ có phóng viên ở đài truyền hình mới có vé được tham gia trịnh thư ý thật thà đáp em không có vé vào đó thời yến thế thì bây giờ em đã có rồi đó trịnh thư ý nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của cô thời yến bước từng bước đến trước mặt cô em không muốn đi à Em muốn đi du lịch với cô bạn của em ư, không phải em, em có đi hay không? Thời Yến nhìn cô chăm chú, muốn nắm bắt một chút cảm xúc từ trong ánh mắt của cô. Hội thảo Crancher cũng không có sức hấp dẫn đối với em ư, trịnh thư ý nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Sau đó, ánh mắt bừng lên vẻ mong chờ và sung sứa y gờ, hội thảo Crancher đương nhiên là có một sức hấp dẫn nhất định đối với cô nhưng sức hấp dẫn còn lớn hơn nữa chính là thế xuyên suốt hành trình em sẽ đi theo anh hả thời yến không trả lời cô ngay anh cẩn thận quan sát cô mang theo vẻ tìm tòi nghiền ngẫm trịnh thư ý bỗng trở nên rụt rè hồi lâu sau anh mới thu hồi ánh mắt thở dài một hơi rồi nói ừ xuyên suốt hành trình bao gồm cả ăn và ở em thấy thế nào chiều thứ sáu tất nhược san mày quyết định đi rồi hả trịnh thư ý đi chứ hội thảo grandcher mà nếu là mày thì mày có đi hay không tất nhược san nếu là tao thì đương nhiên tao sẽ đi rồi tất nhược san nhưng mà tụi bây đi tham dự hội thảo hay đi hẹn hò thế Trịnh Thư Ý nhếch môi, nhếch môi, thật ra khi Thời Yến nhắc đến hội thảo Crancher thì ngay tối hôm đó Trịnh Thư Ý đã quyết định sẽ đi, chỉ là đến hôm nay cô mới rảnh để thông báo với Tất Nhược San một tiếng, về chuyện cùng ăn cùng ở, Trịnh Thư Ý biết tổng Thời Yến chỉ thuận mồm nói thế để trêu cô mà thôi, Trịnh Thư Ý chưa đến mức cho rằng anh muốn làm gì, đây là hội thảo Crancher đó, thông báo với Tất Nhược San xong, cô dọn dẹp bàn làm việc rồi đến văn phòng của của đường diệt để báo cáo hội thảo Granger. đường duyệt kinh ngạc suýt nữa làm rớt cây bút trong tay cô muốn đi à cô đi thế nào năm nay tòa soạn chúng ta đâu có vé trịnh thư ý sờ sờ mũi lý nhí đáp thời yến dẫn tôi đi thời yến cây bút trong tay đường diệc rơi thẳng xuống bàn anh ta dẫn cô đi á trịnh thư ý gật đầu đúng vậy chị nghe rồi đấy thôi đường diệc dùng ánh mắt quái dị quan sát cô từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên đến đầu nhìn đến nỗi trịnh thư ý ngứa ngáy trong lòng thế cô đi đi đường diệc phất tay với cô nhưng chờ đến khi trịnh thư ý quay đầu rời đi chị ta lại gọi lại chờ đã vì sao thời yến lại dẫn cô đi Cô và anh ta có quan hệ thế nào? Trịnh Thư Ý quay đầu lại, nhìn thấy hai ngón trỏ đường diệt chạm vào nhau, là quan hệ đó sao? Động tác này của chị ta vô cùng dễ thương, chọc Trịnh Thư Ý bật cười thành tiếng, chị muốn hỏi thì cứ hỏi, làm ba cái động tác này làm gì? Đường diệt thu tay lại, nghiêm túc hỏi, thật hả? Trịnh Thư Ý thở dài, mím môi khẽ lắc đầu, cô đang định nói, vẫn chưa phải, nhưng chưa kịp mở miệng, đường diệt đã nói, ôi, tôi bảo sao có thể chứ? Trịnh Thư Ý. Đường diệt vẫy vẫy tay với cô, "Được rồi, cô cứ đi đi, nhớ xin nghỉ phép chê y oa đấy." Nửa tiếng trước khi tan làm, Trịnh Thư Ý tắt máy tính, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà, "Cô đi đâu đấy?" Khổng Nam nhìn đồng hồ, "Có nhiệm vụ à?" Lúc Khổng Nam hỏi, Tần Thời Nguyệt cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, mong muốn được tan làm sớm hiện lên trong đôi mắt cô nhóc như trực chờ sông ra, "Em không được về sớm." Trịnh Thư Ý chỉ chỉ vào chán cô nhóc rồi lại quay đầu nói chuyện với Khổng Nam, tôi có chút chuyện nên xin nghỉ một ngày, Khổng Nam thuận miệng hỏi tiếp chuyện gì thế, bàn làm việc ở trong phòng san sát nhau, Trịnh Thư Ý không muốn khoe khoang nên chỉ nói, ba tôi nghỉ phép tới thăm tôi, tôi dẫn ông ấy đi chơi vài ngày, vốn dĩ mấy hôm nay cũng không có gì bận rộn nên Khổng Nam không hề suy nghĩ nhiều, Trịnh Thư Ý vội vàng đón xe về nhà trước giờ cao điểm, ăn bữa tối qua loa, sau đó sắp xếp hành lý dùng cho mấy ngày tới, vì thời gian không dài nên Trịnh Thư Ý chỉ lấy một cái vali nhỏ 20 inch, xếp hai bộ đồ để thay đổi và vật dụng hàng ngày, sau đó nhắn tin cho Thời Yến, "Trịnh Thư Ý, em đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Trịnh Thư Ý, khi nào thì chúng ta xuất phát thế thời yến xuống lầu đi tài xế đến đón em trịnh thư ý lập tức kéo vali đi ra ngoài chưa ra khỏi khu nhà cô đã nhìn thấy chiếc xe ron roi sáng bóng đang đậu ở ven đường vali lăn bánh chê y con đường lát đá vang lên tiếng lạch cạch trịnh thư ý bước nhanh đi ra cổng lớn khu chung cư đang định băng qua đường thì bỗng nghe thấy có ai đó đang gọi mình thư ý giọng nói này có hơi xa lạ nhưng khi cẩn thận nghe lại thì lại thấy rất rất quen thuộc, trịnh thư ý quay đầu lại, chạm gác bảo vệ có mở đèn pha, nhạc tinh châu đứng dưới ánh đèn, mái tóc bị hắt sáng nhuốm vàng, có vài sợi tóc lòa xòa trước chán, trông anh ta có vẻ chán nản, trịnh thư ý chỉ nhìn lướt qua, cô cất bước định đi tiếp, nhưng nhạc tinh châu lại chạy đến giữ cô lại, anh làm gì đấy, lâu đinh, trịnh thư ý muốn hất tay anh ta ra, nhưng sức lực hai người tranh lệch khá lớn, vô dụng, nhạc tinh châu nắm chặt tay cô, anh, vẫn luôn đứng đây chờ ở em, anh có chuyện muốn nói với em, nhưng tôi không muốn nghe anh nói. Trịnh Thư Ý nhìn chiếc xe bên đường, mất kiên nhẫn nói, anh buông tay ra, tôi còn có việc, em cho anh vài phút thôi Thư Ý. Anh ta cất giọng run run, cánh tay đang nắm lấy tay Trịnh Thư Ý cũng dần dần nóng lên, đôi mắt lộ ra vẻ cố chấp anh, cô ngưng dãy rùa, hàng mày nhíu chặt lại, mím môi cố gắng nhịn lại xúc động muốn trợn trắng mắt, không phải là cô mềm lòng, cô chỉ không muốn gây ẩm ý Chê y đường mà thôi. được rồi, tôi cho anh hai phút. có gì nói mau. vẫn giống như mọi khi, mỗi lần Trịnh Thư Ý đi thẳng vào vấn đề thì Nhạc Tinh Châu lại lộ ra dáng vẻ muốn nói lại thôi. đến khi Trịnh Thư Ý hít một hơi muốn bỏ đi thì anh ta mới vội nói em có bạn trai hả? Trịnh Thư Ý đột nhiên dừng lại, khó hiểu nhìn Nhạc Tinh Châu liên quan gì đến anh? Nhạc Tinh Châu yêu ta đôi môi khô giang nhưng lại không hé miệng dường như những lời tiếp theo sau đó rất khó mở miệng em có thể quen bạn trai mới anh không có tư cách hỏi han nhưng nhưng có phải em quen với người đã có gia đình anh ta lắp bắp một hồi vẫn chưa nói hết một câu còn ra vẻ như đau lòng lắm vậy anh có bệnh không hả trịnh thư ý tức đến bật cười vì dáng vẻ thánh nhân này của anh ta anh tưởng tôi cũng có đam mê giống bạn gái anh à xin lỗi nhé, tôi khiến mấy người thất vọng rồi, cô thấy hai người nhạc tinh châu và tần nhạc chi thật sự tức cười, bản thân làm điếm mà lại lập một cái đền thờ cao ngất rồi quay ra dậy bảo cô, ngại mặt chưa đủ đau à, nhạc tinh châu sửng sốt, nhất thời không biết phải nói thế nào, tối hôm qua tần nhạc chi có lấp lửng tiết lộ với anh ta rằng, hình như trịnh thư ý rất thân thiết với CFO của công ty cô ta, sau đó lại kể lại một vài chi tiết vụn vặt đứng ở góc độ của nhạc tinh. Tinh Châu, Tần Nhạc Chi không cần thiết phải đi nói xấu Trịnh Thư Ý, nhưng vì lòng mang nghi ngờ thế nên hôm nay anh ta lén Tần Nhạc Chi chạy đến đây chờ Trịnh Thư Ý. Nhạc Tinh Châu, có phải anh cảm thấy mình lương thiện lắm đúng không? Trịnh Thư Ý nắm chặt tay cầm vali, cố kiềm chế không để mình vung tay lên tát anh ta. Thỉnh thoảng cô lại canh chừng động tĩnh bên xe của Thời Yến. Anh còn đến đây khuyên nhủ tôi à? thế thì anh tự mình tẩy sạch trước đi tránh ra người ta đang chờ tôi tôi không rảnh đứng đây dây dưa với anh đâu vì trịnh thư ý liên tục nhìn sang bên đường nên nhạc tinh châu cũng phát hiện ra sự tồn tại của chiếc xe kia logo kia biển số xe kia sao anh ta không nhận ra cơ chứ ông ta thấy anh ta nhìn chằm chằm chiếc xe kia trịnh thư ý không kiềm được mà trợn mắt nhìn gì chưa từng nhìn thấy xe sang à ánh mắt nhạc tinh châu đảo qua đảo lại giữa trịnh thư ý và chiếc xe phía đối diện kia ấp ốm nói ông ta không phải là hai người đúng vậy đó chính là bạn trai đường đường chính chính của tôi trịnh thư ý lắc đầu sao cả chuyện này mà anh cũng muốn quản à nhạc tinh châu kinh ngạc đến độ không nói nên lời một lúc lâu anh ta mới khó tin mà thốt lên thư ý sao em sao em lại quen ông ta sao bọn tôi tâm đầu ý hợp, trai tài gái sắc còn cần anh phê duyệt mới được à, nói xong, trịnh thư ý không thèm quan tâm đến anh ta, dứt khoát bước đi, lời của nhạc tinh châu cứ như một nhát búa giáng xuống, thư ý, có phải em đang trả thù anh không, trịnh thư ý dừng bước, sừng sốt một hồi mới chậm rãi, quay đầu lại, khóe miệng mang theo nụ cười mỉa mai, nhạc tinh châu, anh coi trọng bản thân mình quá rồi đấy, cô im lặng một lát, sau đó nói tiếp, à, nhưng mà xác thật sớm muộn gì anh cũng phải gọi tôi là mợ, về sau mọi người đều là thân thích tốt nhất anh nên tôn trọng bề chê y một chút, đừng có hở tí là lôi lôi kéo kéo, nói xong, cô kéo vali đi thẳng sang phía đối diện, nhạc tinh châu chơ mắt nhìn tài xế bước xuống mở cửa cho cô, sau đó mang vali đến cốp xe, một khoảng thời gian khá dài, kể từ khi đó, nhạc tinh châu đứng im không nhúc nhích trước cửa khu nhà, nhìn chiếc xe chậm rãi lái đi, đèn sau lấp lóe bụi tung mù mịt. Trong đầu anh ta chỉ quanh quẩn cái từ mở kia, nhưng thời yến cũng không có ở chê y xe, thời tổng có chút việc, trưa nay anh ấy đã sang đó rồi. Tài xế nói, tôi đưa cô sang đấy, tự dưng bị nhạc tinh châu bám lấy một hồi, trịnh thư ý vốn không mấy vui vẻ, bây giờ biết chuyện này, tâm trạng cô càng thêm xa suốt, cô còn tưởng thời Yến sẽ đi cùng mình chứ, vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh, cô đáp lại rồi im lặng dựa lên cửa sổ xe, phủ thành không xa, chỉ mất 3 giờ xe chạy, lái xe trực tiếp sang đó là thuận tiện nhất, chê y đường đi khá nhàm chán, tài xế tìm chủ đề nói với cô được dăm ba câu, thấy cô cô không có hứng thú nên đành giữ im lặng hỏi cô có muốn nghe nhạc hay không trong tiếng nhạc dịu dàng du dương trịnh thư ý hết ngủ rồi lại tỉnh tỉnh rồi lại ngủ suốt đường thuận lợi đến khách sạn vào lúc 10 giờ tối sau khi tài xế đưa cô vào làm thủ tục nhận phòng quản lý sảnh đích thân đưa cô đến tận phòng nếu thời yến đã chủ động nói mang trịnh thư ý theo thì phòng khách sạn dĩ nhiên cũng sẽ do thư ký của anh đặt sẵn hai ngày trước trịnh thư ý đã nhận được tin nhắn thông báo báo, một mình ở một phòng cũng nằm trong dự đoán của trịnh thư ý, nếu như bọn họ mà ở cùng một phòng thì đây không phải là thời Yến nữa rồi. Nhưng cô có hơi tò mò, không biết thời Yến ở đâu, trịnh thư ý, em đến khách sạn rồi nè, hai phút sau, trịnh thư ý, anh ở đâu thế, hai tin nhắn này tựa như đá chìm đáy biển, không có hồi âm, trịnh thư ý ngồi ngốc ở khách sạn nửa tiếng, trong lòng bắt đầu cảm thấy bực bội, thật ra, từ lúc một mình đứng ở một thành phố xa lạ như phủ thành, nỗi cô đơn và bất an trong đêm đã bao vây lấy cô, rõ ràng là thời Yến muốn dẫn cô đến đây, nhưng lại bỏ mặc cô một mình ở trong khách sạn thế này. Huống hồ, trịnh thư ý sờ bụng, cô còn chưa ăn tối, ngay lúc này, sương khói lượn lờ trong phòng bao, rượu đã qua ba lượt nhân viên phục vụ không ngừng thay chén đĩa châm rượu mới trong hai ngày qua tất cả mọi người trong ngành từ khắp nơi trên y thế giới đều tề tựu về phủ thành đương nhiên sẽ không thiếu những người muốn tổ chức tiệc xã giao những bữa tiệc linh đình nâng ly cạn chén chủ đề được mở ra không ngừng cành ô lưu được đưa ra khắp nơi mọi người bận tiếu tít những người đang ngồi đây đều là những nhân vật quan trọng hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ lợi ích cho nên sẽ không có ai dám mất tập trung vào lúc này, đến 10 giờ hơn, có người trong bữa tiệc đi vệ sinh, thời Yến mới nhín chút thời gian hỏi Trần Thịnh xem Trịnh Thư Ý đã đến chưa, Trần Thịnh gật đầu với anh, lúc ngước mắt lên, thời Yến trả lời một người hợp tác đối diện, đồng thời liếc nhìn sang điện thoại, trong vòng gần một tiếng đồng hồ, trịnh thư ý đã gửi cho anh vài tin nhắc lác đác. Trịnh thư ý, ôi, có người no say, có người bụng đói gieo ẩm ý. Trịnh thư ý, không sao, em ổn. Đúng lúc này, nhân viên bên cạnh đi tới châm thêm rượu vào ly đặt trước mặt anh. Thời Yến nhanh chóng gõ chữ, tôi đang bận. Sau đó, anh đặt điện thoại xuống, thật xin lỗi. Thời Yến bỗng đứng dậy, cất giọng ngắt lời người đang nói chuyện bên phía đối diện, tôi có chút việc, xin lỗi, không tiếp chuyện được, nói xong, anh nâng ly uống cạn ly rượu vừa được châm thêm, quay người rời khỏi phòng bao, chê y hành lang khá vắng người, Thời Yến đang quay sang nói chuyện với Trần Thịnh, bỗng nhiên gặp phải người vừa mới ra ngoài đi vệ sinh, người này khá thân với Thời Yến, nói chuyện cũng không câu nệ gì nhiều, nhưng lúc này anh ta hơi say, bước chân loạn choạng thấy Thời Yến. Yến rời khỏi bữa tiệc thì hỏi ngay, đi à, Thời Yến đáp, tôi có chút việc, người đàn ông hỏi lại, việc gì, Thời Yến nhìn thoáng qua phía thang máy, vẻ mặt khá bình thản nhưng anh không đáp lời, hả? Người đàn ông nhìn Thời Yến từ chê y xuống dưới, trong lòng đã hiểu ra, bèn cười, cậu đi công tác mà cũng dẫn đi theo à? Sao lại bám người thế hả? thế sao không gọi đến đây cùng ăn cơm luôn thời yến không muốn nói chuyện tiếp với anh ta cất bước đi về phía trước nhưng cũng không quên trả lời lại vừa mới đến gần đến tết âm lịch nên dù đã khuya nhưng đường phố ở phủ thành vẫn rực rỡ ánh đèn không ít người thà chịu hứng gió lạnh chứ không muốn về nhà sớm trần thịnh biết thời yến hôm nay uống nhiều rượu nên anh ta cố gắng nhắc nhở tài xế lái xe chậm lại không cần đâu thời yến ngồi ở hàng ghế phía sau cúi đầu nhìn điện thoại lên tiếng cứ đi tốc độ bình thường là được nói xong anh bấm gọi trịnh thư ý em đang làm gì đấy đầu dây bên kia có hơi ồn ào giọng nói không mấy kiên nhẫn của trịnh thư ý truyền đến tay anh em đang chìm trong sung sứa ig thời yến nhìn màn hình điện thoại hỏi lại lần nữa em nói cái gì em nói em đang chìm trong sung sứa ig ngay lập tức trịnh thư ý cúp điện thoại quán nướng ven đường đường đi nằm ngay trước cửa bột thì là văng tung tóe lửa lớn làm dậy mùi thơm ca siết thích vị giác quả thật rất là sung sưa ig nhưng trịnh thư ý không ngờ mình phải đứng chờ ở bên ngoài lâu như thế cô mặc chiếc váy bút chì đôi chân tắm mình trong gió lạnh nên không hề sung sưa ig như thế cho con xin thêm ớt ạ à. Trịnh thư ý vươn tay, vừa mượn đồ sưởi ấm, vừa chỉ trỏ, "Đừng đừng, đừng bỏ hành ạ, à. cô chờ đến 11 giờ, không thấy Thời Yến trả lời lại, bụng thì réo vang trời, lúc này cô mới nhận ra cô làm gì mà phải ngóng trông thời yến như bà vợ bị chồng bỏ thế này, thế là cô xoay người, lấy áo khoác đi tìm đồ ăn, có lẽ là do cô may mắn, vừa ra khỏi khách sạn được mấy được đã ngửi thấy một mùi thơm xông thẳng vào mũi, lần theo mùi thơm mà đến, cô nhìn thấy một quán nướng khá đắt hàng, nghe thấy tiếng than nổ lốp bốp và tiếng ồn ào khắp nơi, trịnh thư ý thèm đến chảy cả nước miếng, bây giờ cô không thể nào nhấc bước đi nổi nữa. Nhưng khi cô đứng chờ ở quán nướng, đám đàn ông đang ngồi trong quán chơi oản tù tì uống rượu với nhau cứ liên tiếp nhìn về phía cô, nửa đêm nửa hôm, men rượu ngà ngà, mấy người bọn họ vừa nháy mắt ra hiệu vừa khuyến khích nhau, thế là có người tiến lên, trịnh thư ý đứng ở đó, bỗng nhiên có một người đàn ông mặc chiếc áo mỏng manh đi tới vỗ vỗ lên vai cô, có chuyện gì thế? Trịnh Thư Ý quay đầu liếc anh ta, người đàn ông mặt mày dữ tợn, chê y tay còn xăm rồng xăm rắn rất đáng sợ, hắn ta cười một cái, mỡ thịt chê y mắt ép mắt híp lại không thấy mắt đâu, người đẹp đi một mình à, Trịnh Thư Ý không thèm để ý tới hắn ta, nhích sang bên cạnh, đi chung đi. Người đàn ông kéo tay áo của cô, trời đang lạnh, cùng nhau uống một ly cho ấm nào, không cần, cảm ơn. Trịnh Thư Ý đẩy tay hắn ta ra, tiếp tục nhích sang bên cạnh, nhưng cô không ngờ, khi bọn họ đang nói chuyện, hai người đàn ông ở bàn bên đó cũng đi tới, chặn đường lui của Trịnh Thư Ý, cả người bị ám khói cũng không che đi được mùi rượu của bọn họ, bị khói hun không hiểu sao khiến người ta cảm thấy buồn nôn, em gái đi một mình à, nể mặt anh, bọn mình cùng đi ăn khuya nhé, gọi thêm bạn em đến nữa đúng vậy cũng không còn sớm nữa ăn xong rồi cùng đi hát bọn người này có lẽ là đám du côn ông chủ quán nướng nhìn sang đây định khuyên vài câu nhưng sợ tối rồi lại gây ra chuyện cuối cùng chỉ đành im lặng nhanh chóng đưa đồ nướng đã được bỏ vào túi cho cô cô gái đồ của cô đây trịnh thư ý mặc kệ đám người này cầm hộp đồ ăn liền rời đi nhưng cô lại bị đám đàn ông bao vây đừng có đi mà đã nói là kết bạn làm quen mà ngồi xuống đi có người rất vắt giật lấy hộp đồ ăn trong tay cô, Trịnh Thư Ý nghiêng người trốn tránh, cơn tức ùa lên, mấy người cút ngay, Trịnh Thư Ý nói được nửa câu thì bỗng sững sờ giọng nói vừa nãy cô quay đầu nhìn lại thời yến đang đứng tại chỗ cách quán nướng nửa mét ánh đèn chợt tối chợt sáng do nguồn điện không ổn định hắt lên đôi mắt của thời yến khi thì lạnh lẽo khi thì u ám tựa như có một nỗi áp lực vô hình đám người đang vây quanh trịnh thư ý bỗng nhiên lui ra khi cô còn đang ngẩn người ánh mắt thời yến lướt qua cái hộp đang cầm chê y tay cô, hàng mày nhíu chặt khó nói nên lời, kéo cô rời đi, đi ra ngoài được mấy bước, đám người kia mới bắt đầu nhận ra cái câu cút đi kia là nói với bọn họ, có người đã say mềm, nóng tính nên xông thẳng lên định đánh nhau, mẹ mày, mày là ai, thời yến nghiêng đầu, ánh mắt lướt tới, người vừa lên tiếng kia tự động ngậm miệng, thậm chí còn sợ hãi lui về sau vài bước, cả đường đi vô cùng im lặng, trịnh thư ý bị thời yến kéo đi, chân anh dài nên bước đi cũng nhanh dường như mặc kệ trịnh thư ý có đuổi kịp hay không anh bước nhanh đi về khách sạn trịnh thư ý lảo đảo nghiêng ngả cả đoạn đường đi cơn tức cũng dâng trào gọi cô đến phủ thành nhưng lại vứt cô lại chẳng thèm quan tâm không thèm lộ mặt một chút gửi tin nhắn thì lâu ơi là lâu mới nhận được tin trả lời đang bận bỗng dưng bây giờ anh lại xuất hiện trưng cái mặt cá chết ra kéo cô đi theo không nói một câu trịnh thư ý càng nghĩ càng giận đến khi vào thang máy trịnh thư ý dẫy tay ra khỏi tay thời yến xoa cổ tay mình bất mãn nói với anh anh làm gì thế thời yến cúi đầu nhìn cô giọng nói còn lạnh hơn cả cơn gió bên ngoài đêm hôm khuya khoắt em đi ra ngoài một mình làm gì thế em đi ra ngoài kiếm đồ ăn trịnh thư ý lắc lắc hộp đồ ăn trước mắt anh cái này cũng không được hả thời yến nhìn xuống dưới chân cô váy ngắn thì thôi không nói lại còn để lộ chân trần chân của phụ nữ bộ không có cảm giác à tìm đồ ăn mà em phải ăn mặc như thế à trịnh thư ý cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc ngoại trừ váy có hơi ngắn ra thì tổng thể rất là đẹp mà em mặc thế nào không đẹp à ngay cả chuyện này mà anh cũng quản hả cô đang giận nên giọng nói cứ như súng máy nhỏ nghe vào tai lại giống như móng mèo cào vào người đẹp Thời Yến lạnh mặt quan sát Trịnh Thư Ý, khóe môi cong cong, giọng nói bỗng trầm xuống, "Thế nên em chưa quen thuộc chỗ này mà đã dám đi tới mấy chỗ hỗn tạp đó rồi hả?" "Em không biết bản thân mình gây chú ý lắm hả?" Trịnh Thư Ý không đáp lại, chỉ ngẩng đầu nhìn Thời Yến, im lặng một hồi, trong mắt cô dần dần hiện lên ý cười, "Anh đang khen hay đang mắng em đấy?" Cô cười hỏi, "Thế anh có chú ý đến em chưa?" thời yến mím chặt môi nhìn cô một hồi lâu lâu đến nỗi trịnh thư ý có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt chê y người anh kỳ lạ cùng là mùi rượu nhưng lúc này trịnh thư ý lại không hề cảm thấy khó ngửi không biết có phải do men say hay không mà trịnh thư ý lại cảm thấy đôi mắt sau lớp kính của thời yến bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên tựa như sóng ngầm cuồn cuộn dưới mặt biển yên tĩnh cửa thang máy chậm rãi khép lại như ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài có một thứ gì đó khó diễn tả thành lời chậm rãi dâng lên trong khoang thang máy này nhịp tim trịnh thư ý bỗng tăng tốc cô cẩn thận đưa ngón trỏ chọc vào lồng ngực của anh anh nghĩ cho kỹ rồi hẳn trả lời nha bỗng nhiên ngón trỏ bị một bàn tay ấm áp đè xuống ngay sau đó cả bàn tay của cô bị thời yến đặt lên ngực anh ánh mắt thời yến lướt chê y mặt cô đảo qua vị trí nơi chóp mũi vì đang ở trong không gian vừa kín vừa hẹp càng lộ ra khoảng cách giữa hai người thêm nhỏ bé trong mắt trịnh thư ý gương mặt của anh càng lúc càng tiến lại gần đến khi hơi thở mang theo men rượu lướt nhẹ qua đôi môi của cô cảm nhận một chút chẳng phải sẽ biết sao anh nói xong nghiêng đầu xóa đi khoảng cách giữa hai đôi môi vào lúc này bầu không khí trong thang máy như bị rút sạch loãng đến nỗi khiến người ta hít thở không thông cho dù anh chỉ lướt qua rồi dừng lại khẽ ngậm lấy bờ môi của cô giống như anh chỉ đang chơi đùa không hề đánh chiếm vào thành trì nhưng cảm xúc ẩm ướt kia lại vẽ một vòng giữa răng và môi chớp mắt đã thoáng qua anh ngẩng đầu đôi mắt sâu thẳm như vực sâu sau đó anh ấn lên tay trịnh thư ý thấp giọng hỏi em thấy thế nào ý thức vẫn chưa quay lại chỉ có thể bắt lấy cảm xúc vừa thoáng qua trịnh thư ý không biết có phải trái tim anh cũng đang trở nên điên cuồng hay không? Cô chỉ cảm thấy rằng trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi không gian khép kín khiến cảm xúc bị ép chặt đến không còn khe hở không thể nào tìm được cơ hội thích hợp mở miệng bày tỏ thậm chí trịnh thư ý còn không biết phải trả lời thời yến như thế nào anh không nói lời nào chỉ đứng đó nhìn trịnh thư ý rõ ràng anh là người động mồm trước nhưng người khăng khăng chờ câu trả lời cũng là anh trước ánh nhìn chăm chú của thời yến cô không thể tiếp tục duy trì sự im lặng được nữa bầu không khí vô cùng yên tĩnh ngay cả tiếng hồ hấp cũng bị mất hút nhưng nhịp tim đập bên tai trịnh thư ý lại càng trở nên phóng đại vang lên thình thịch thình thịch mỗi lúc một lớn hơn Nơi đó dường như đã đập quá nhanh nên không thể nào cung cấp đủ máu, ngay cả oxy để hô hấp cũng dần dần không đủ, cả người cô bắt đầu lâng lâng, cổ họng Trịnh Thư Ý bỗng thấy ngưa ngứa, cô muốn đưa tay ấn vào lồng ngực, muốn ra lệnh cho nó đừng nhảy loạn lên thế nữa để cô còn có chút lý trí mà trả lời câu hỏi của thời yến nhưng hết thảy đều không nằm trong lòng bàn tay của cô thậm chí cô bắt đầu mơ mơ màng màng mà nghĩ rằng thời yến liệu có nghe thấy tiếng tim đang đập thình thịch của cô hay không trong không gian tưởng chừng như im lặng đến vô tận thang máy bỗng nhiên vang lên một tiếng nhưng trịnh thư ý lại không hề nghe thấy cô cũng không hề nhận ra cảm giác lâng lâng ấy đã biến mất đến khi cửa thang máy được mở ra hai người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đứng ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì ngơ ra một lát sau đó mở miệng hello eskew mẹ ý thức dần trở lại nhát thấy có người đến trịnh thư ý lật đật rút tay về vội vàng bước ra ngoài che y tay vẫn còn hơi ấm của thời yến làn váy rũ xuống cũng vương vấn một cảm giác nóng rực tựa như một ngọn lửa đang âm ỉ dần dần lan tràn khắp cơ thể thời yến đi theo sau cô bước chân không chút vội vã cô gái phía trước lại đi khá nhanh cô cứ cúi đầu không nói lời nào vài giây sau thời yến dừng bước thậm chí anh còn khoanh tay đứng tại chỗ xem cô làm thế nào trịnh thư ý em không biết phòng mình ở đâu à thế mà cũng đi nhầm hướng cho được quả nhiên trịnh thư ý dừng lại quay đầu đi về phía anh cô vẫn giữ dáng vẻ cúi đầu vừa nãy hơn nữa trông cô giống như xem người trước mặt không hề tồn tại đến khi chuẩn bị lướt qua nhau cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó thời yến bình tĩnh nhìn cô ra vẻ không coi ai ra gì đi lướt qua mình cuối cùng anh cũng mất kiên nhẫn đưa tay giữ cô lại em đang làm gì thế hai người một người hướng bắc người hướng nam vai lướt qua vai thời yến quay đầu nhìn sườn mặt sượng sùng của trịnh thư ý em đang suy nghĩ trịnh thư ý ngước nhìn cửa sổ rộng mở ở hành lang trước mặt cô lên tiếng với vẻ mặt vô cảm thời yến hả trịnh thư ý đảo mắt một vòng sau đó lùi về đứng trước mặt thời yến em đang nghĩ có phải vừa nãy anh đã hôn em đúng không thời yến nhếch mày trịnh thư ý không phải là em đang nằm mơ đấy chứ không chân thật tí nào thời yến trịnh thư ý nhón chân lên anh thử lại lần nữa có được không cơn gió lùa ùa thẳng vào mặt anh lạnh lẽo nhưng cũng có tác dụng làm tỉnh rượu tạm thời quả nhiên cô gái làm mình làm mày lại còn biết làm thơ như thế này anh không thể dùng đầu óc bình thường để nghiên cứu xem cô đang nghĩ gì trịnh thư ý thấy anh không nói tiếng nào cô lại bắt đầu lấn tới kéo tay áo anh rồi lắc lắc lâu đinh vừa nãy em vẫn chưa cảm nhận được một lần nữa nha đi thi còn có cơ hội thi lại nữa kìa, em muốn xin thi lại, một lát sau, thời Yến gỡ trịnh thư ý ra, sau đó đặt tay lên vai cô, ép cô phải xoay sang trái, em về ngủ đi, cô bị anh đẩy đến trước cửa phòng, anh lấy thẻ phòng từ trong túi áo khoác của cô ra, quét thẻ mở cửa, một loạt động tác vô cùng thành thạo trịnh thư ý không có lấy một cơ hội dẫy dụa, đến khi thời Yến định đóng cửa lại, động tác cũng thả lỏng hơn, trịnh thư ý liền nhân cơ hội này mà kéo cửa lại nghiêng đầu rồi lại ngẩng mặt lên nhìn anh đầy tội nghiệp không thử lại lần nữa được sao em thật sự không cảm nhận được gì cả thời yến mang vẻ mặt vô cảm gỡ từng ngón tay của cô ra sau đó đóng cửa lại mà không hề do dự cạch tiếng khóa cửa vang lên bầu không khí cả bên trong lẫn bên ngoài cánh cửa đều đột ngột thay đổi sức lực toàn thân của trịnh thư ý như bị rút cạn mọi biểu cảm chê y gương mặt đều tan biến cô phải tựa người lên cửa mới có thể để bản thân đứng vững ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vách tường đối diện bên ngoài thời yến nhìn chằm chằm cánh cửa phòng một hồi lâu mới rời đi, đêm nay, Trịnh Thư Ý ngâm mình trong bồn tắm khách sạn rất lâu, cô muốn hòa tan tất cả sự hoảng hốt ở trong lòng, không được hoảng, bây giờ nếu cô mà cuống lên thì mọi thứ sẽ đi lệch quỹ đạo mất, rõ ràng cô mới là người nắm quyền chủ động, nhưng sao cô lại cảm thấy mình trở nên bị động thế này? Đến khi nước lạnh đi, Trịnh Thư Ý mới đứng dậy, quấn khăn tắm bước ra ngoài, để lại một vệt nước dài, buổi sáng trong ngày đầu tiên của hội thảo Crancher có hai cuộc họp, theo thứ tự, cuộc họp rủi ro tài chính từ thị trường chứng khoán bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, và tầm nhìn mới về việc hợp tác công nghiệp bắt đầu từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, sáng sớm, đồng hồ báo thức của trịnh thư ý và dịch vụ báo thức buổi sáng của khách sạn vang lên cùng một lúc cô ngồi dậy đầu có hơi đau bước xuống giường đi vào phòng tắm soi thử mặt mình một cái quả nhiên không ngoài dự đoán mắt cô bây giờ thâm như gấu trúc cũng may là lần này đi công tác cô có mang theo đồ trang điểm nhưng cô vẫn trễ vài phút so với thời gian đã hẹn thời yến đứng trước cửa phòng của cô anh cúi đầu nhìn đồng hồ bất đắc dĩ gõ cửa vài cái sự bất đắc dĩ này không phải vì trịnh thư ý đến trễ vài phút mà là anh cảm thấy với tình hình thế này thì không chừng vài ngày tới trịnh thư ý sẽ lại dở trò mới trịnh thư ý không có bản lĩnh khác nhưng nói đến dở trò thì người bình thường tuyệt đối không địch nổi với cô người bên trong phòng không đáp lại thời yến đành gọi điện cho cô nhưng khi anh vừa bấm điện thoại cánh cửa đã được mở ra cô gái trước mặt một một chiếc áo sơ mi trắng đi kèm váy bút chì màu vàng nhạt cô cầm áo khoác trong tay mái tóc được vén hết ra sau tai vô cùng gọn gàng và tỉ mỉ trang điểm khéo léo sắc mặt hoàn toàn tự nhiên nhớ đến dáng vẻ đòi hôn của cô tối hôm qua thời yến vẫn thấy không quen cho lắm thậm chí anh còn có cảm giác như cô đang che giấu chiêu trò nào đó, nhưng đến khi hai người lên xe, Trịnh Thư Ý cũng an phận ngồi một bên, đoan trang giống hệt một nữ MC tiêu chuẩn, nói là bình thường nhưng nhìn chỗ nào cũng thấy bất bình thường, em ăn sáng chưa? thời yến hỏi trịnh thư ý gật đầu em ăn rồi còn anh thời yến nhìn cô rồi cô cười tiếp tục nhìn thẳng về phía trước yên lặng chấn chỉnh lại tâm lý ừ cứ bình tĩnh như thế mình có thể làm được mình mới là người nắm quyền chủ động chiếc xe bon bon chạy thẳng về hội trường tổ chức cuộc họp vài phút sau điện thoại trịnh thư ý bỗng rung lên có người trong nhóm chat đang nhắc đến cô nhóm này có tên là nhóm phóng viên tài chính của giang thành đây không phải là nhóm chat công việc mà là nhóm chat tiên tư với mục đích nhằm giao lưu, hỗ trợ đồng nghiệp trong ngành, trong nhóm có phóng viên tạp chí giống như Trịnh Thư Ý, cũng có phóng viên đài truyền hình và cả phóng viên của phương tiện truyền thông mới, sư hàng kênh tài chính và kinh tế Giang Thành, a à, còng Trịnh Thư Ý tạp chí kinh tế và tài chính, cô đang ở phủ Thành Hà. Hình như vừa nãy tôi nhìn thấy cô thì phải trước cửa khách sạn oxley người mặc áo khoác màu nâu nhạt có phải là cô không sư hàng kênh tài chính và kinh tế giang thành lần này cô cũng đến đây tham dự à trịnh thư ý nhìn thoáng qua không có ý định trả lời nên vờ như không nhìn thấy vì dù sao tin nhắn cũng sẽ nhanh chóng trôi mất nhưng khổng nam cũng ở trong nhóm này sau khi đọc được tin nhắn cô ấy lập tức gửi sang cho trịnh thư ý một tin nhắn thoại trịnh thư ý liếc trộm thời yến một cái thấy anh không để ý bên này cô mới đưa điện thoại đến bên tai ấn nút phát tin nhắn một giây sau trong xe bỗng nhiên vang lên giọng nói vô cùng dễ nhận biết của khổng nam sao cô lại đi phủ thành thế tham dự hội thảo hà không phải cô nói cô đi cùng ba mình ư trịnh thư ý từng câu từng chữ bật ra vang lên trong xe vô cùng rõ ràng điện thoại đặt bên tai trịnh thư ý như bị đóng băng trong khoảnh khắc đó cô cứ ngỡ như mình nghe lầm sao cô lại mở loa ngoài khi ở trong xe thế này nhưng phản ứng của thời yến đã quét sạch chút may mắn trong lòng cô anh quay đầu híp mắt hỏi cô em đi cùng ba à trịnh thư ý im lặng không nói tài xế ngồi ở ghế lái khẽ ho một tiếng cô mới chợt nhớ ra tối qua chê y đường đến đây cô thấy nhạc của tài xế mở không hay nên đã dùng điện thoại của mình rồi kết nối bluetooth cho nên lúc nãy khi vừa lên xe bluetooth đã tự động kết nối trịnh thư ý thời yến đưa tay gác lên thành ghế phía sau cô ra ngoài với tôi mất mặt lắm à trịnh thư ý cố gắng kiềm nén không để bản thân lộ vẻ bối rối không phải ồ thế à thời yến dường như đã hiểu ra anh gật đầu hóa ra em thích kiểu thế này trịnh thư ý quay đầu hỏi anh kiểu gì Thời Yến nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ, hóa ra em thích gọi ba, anh còn gật đầu, giống như đã tiếp nhận sở thích này, Trịnh Thư Ý, suốt đoạn đường sau đó, Trịnh Thư Ý không muốn an phận cũng phải an phận, nếu không, cô thật sự nghi ngờ Thời Yến có khả năng bắt cô lại rồi để cô gọi mình là ba, tham dự hội thảo Crancher với Thời Yến quả thật có rất nhiều chỗ tốt, là một đối tác chiến lược hàng năm trả mấy trăm ngàn euro, vẫn nhận được nhiều ưu đãi hơn so với một hội viên bình thường với hội phí mấy chục ngàn euro một năm, ngồi ở hàng đầu tiên, người dẫn chương trình và bốn vị khách mời trò chuyện thoải mái với nhau, chủ đề liên tiếp được gợi ra, thỉnh thoảng lại nhận được vài chàng vỗ tay của khán giả ở bên dưới, mới có buổi đầu tiên mà không khí đã vô cùng sôi nổi, nhưng trịnh thư ý ở bên cạnh lại khá là yên lặng, ánh mắt cô chăm chú nhìn người chê y khán đài, thỉnh thoảng đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Ngay cả thời Yến quay sang nhìn cô mấy lần mà cô vẫn không phát hiện thời yến không biết bây giờ mình nên cảm thấy khó hiểu hay là cảm thấy không quen nữa kể từ sự việc tối hôm qua dù trịnh thư ý có biểu hiện sốc nổi thế nào thì anh cũng cảm thấy đó là chuyện bình thường nhưng tuyệt đối không thể nào an phận thủ thường như bây giờ chẳng biết mỗi ngày trong đầu cô suy nghĩ cái gì nữa đến khi cuộc họp đầu tiên tiến hành đến gần cuối người bên cạnh mới bắt đầu nhúc nhích mấy hành động nhỏ này của cô không hề khiến người khác chú ý nhưng từ khóe mắt của anh mỗi một hành động kỳ lạ của cô đều được anh thu vào tầm mắt chốc chốc thì chỉnh váy chốc chốc lại chỉnh áo một hồi thì ngồi bắt chéo chân một hồi lại liếc sang anh ngón tay thì cứ gõ gõ nhẹ lên thành lan can có vẻ như cô muốn nói gì đó nhưng lại cố gắng kìm nén thời yến bỗng nắm chặt lấy tay cô ấn xuống tay vịn nhỏ giọng hỏi em lại muốn làm gì gì thế, trịnh thư ý khẽ dẫy ra, không rút được tay về nên ấp úng đáp, sau khi cuộc họp này kết thúc, em muốn về khách sạn, hai người châu đầu thì thầm với nhau, sao thế, không sao, thời yến nhìn cô thật sâu, lại bắt đầu nữa rồi. Cô đúng là chẳng bao giờ chịu an phận cả, nhưng cô không nói gì, gương mặt lại kiềm nén đến đỏ bừng, thời yến chỉ đành chiều theo ý cô, về đến phòng thì nhớ báo tôi một tiếng. Trịnh thư ý gật đầu, buổi họp vừa kết thúc, cô lập tức rời đi trong yên lặng, cũng may, chỗ này cách khách sạn không xa, chưa đến 20 phút thì cô đã về tới phòng mình, tiện thể gọi điện cho quầy tiếp tân nhờ đưa lên vài món đồ. Trịnh thư ý vội vàng đi vào phòng tắm để thay đồ lót và tem pon khi cô vừa ngả xuống giường, trời đất như quay cuồng, dưới bụng quặn đau giống như núi lửa bộc phát, sau đó tuôn trào toàn thân, cô đạp rớt giày, ôm chặt gối, chậm chậm cuộn mình lại nằm một góc ở bên giường, 11 giờ 30 buổi họp thứ hai kết thúc đúng giờ, thời Yến vừa đứng lên, chưa kịp bước ra khỏi hội trường thì đã bị người chủ trì cuộc họp lần này gọi lại, đây là một MC của một kênh truyền hình kinh tế và tài chính nào đó, từng gặp thời Yến vài lần, bây giờ người Ta muốn đến mời anh cùng đi ăn trưa, Thời Yến đồng ý. Người dẫn chương trình kia nhìn xung quanh anh một hồi, rồi lại hỏi, cô gái đi cùng anh có đến không? Thật ra lúc nãy khi ở chê y sân khấu, anh ta đã nhìn thấy Thời Yến và Trịnh Thư Ý đang thì thầm to nhỏ với nhau, hành động khá là thân mật, đoán chừng là mối quan hệ kia, nhưng anh ta nghĩ lại, chẳng may không phải thì sao? thế thì chẳng phải sẽ rất lúng túng ư cô ấy không khỏe nên về khách sạn rồi chắc là không đến được nghe giọng thời yến và nhìn vẻ mặt của anh người dẫn chương trình kia cũng đã hiểu gật đầu nói thế thì để lần sau vậy tôi thấy cô ấy hình như khá hứng thú với chủ đề ngày hôm nay thời yến thuận miệng đáp lại một tiếng vâng sau đó anh và trần thịnh bước ra ngoài đưa mắt nhìn điện thoại bên phía trịnh thư ý chẳng thấy động tĩnh gì anh bèn gọi điện thoại qua nhưng vẫn không có ai bắt máy đi hỏi bên khách sạn thử đi thời yến bảo trần thịnh Xem cô ấy có chuyện gì, không cần Thời Yến nói, cô ấy là ai, Trần Thịnh đã xử lý mọi chuyện đâu vào đấy. Vài phút sau, Trần Thịnh báo lại cô ấy đã về khách sạn rồi, sau đó tìm nhân viên lễ tân xin một hộp thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau, Thời Yến nhìn đồng hồ rồi nói, tiệc trưa nay cậu đi thay tôi đi. Trần Thịnh gật đầu, nhưng trong lòng lại không nói nên lời, tại sao lại là anh ta chứ, anh ta cũng muốn về khách sạn nghỉ ngơi mà. Thời Yến đứng trước cửa phòng Trịnh Thư Ý. lúc anh đang định đưa tay gõ cửa thì chợt dừng lại đoạn đường từ hội trường đến khách sạn khá gần gần đến mức đến bây giờ anh mới có phản ứng lại tại sao mình lại không nói gì mà lại về thẳng đây một lát sau anh bỏ tay xuống ngược lại móc điện thoại ra tiếng chuông vang lên rất lâu đến khi điện thoại tự động cúp máy thời yến mới đưa tay ấn chuông cửa lần nữa đồng cảnh ngộ với tiếng chuông điện thoại chuông cửa vang lên ba lần mà vẫn không thấy ai đáp lại thời yến nhíu mày xoay người đi về phía thang máy ánh nắng ban trưa thưa thớt xuyên qua rèm cửa sổ hắt lên giường tạo thành bóng đổ xuống chiếc giường đơn màu trắng toàn thân trịnh thư ý toát mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo dính lên người vô cùng khó chịu đến khi cô mơ màng tỉnh dậy tâm trạng cũng trở nên kém hẳn bên tai lại vang lên tiếng chuông cô bực bội dê y lên một tiếng đầy gối ra, đưa tay lần mò tìm điện thoại, nhưng cô không sờ thấy điện thoại mà lại bắt được một thứ gì đó vô cùng ấm áp, cô chầm chậm mở mắt ra, vừa nghiêng đầu, Thời Yến đã xuất hiện ở bên giường của mình và cả tay cô đang chạm vào cổ tay của anh. Anh, sao anh lại vào đây? Thời Yến cụp mắt nhìn mấy ngón tay của cô, đổi thành anh nắm lấy tay cô rồi nhét lại vào chăn, nếu tôi không quay về, em tính tự sinh tự diệt hả? Có lẽ là do uống thuốc nên đầu cô vẫn mê man trịnh thư ý ngơ ra hồi lâu mới dần nắm rõ tình huống hiện tại tuy lời anh nói không mấy dễ nghe nhưng hình như anh biết cô bệnh cho nên mới cố tình về đây để thăm cô trịnh thư ý không nói gì gương mặt tái nhợt không có lấy một tí máu ngay cả đôi mắt cũng mờ mịt y gờ lung cứ nhìn anh chăm chú như thế nhưng lại không còn sinh khí như ngày thường không hiểu sao trái tim thời yến lại nhói lên tựa như vừa thở dài anh nặng nề hỏi em sao thế con người khi bệnh đến thì vô cùng yếu ớt đạo lý này chưa bao giờ thay đổi lúc cô đau đến mức kéo gối vừa cắn vừa đấm không có ai ở bên cạnh cô cảm giác như thế thường rất dễ bị phóng đại lên vô số lần khiến người ta cảm thấy dường như mình đã bị cả thế giới vứt bỏ sự xuất hiện của anh vào lúc này khiến trịnh thư ý không nhịn được mà muốn bắt lấy cái cảm giác an toàn kia cô không còn sức để nghĩ đến chuyện khác nữa nhưng mà em đau trịnh thư ý kéo chăn lên yếu ớt lên tiếng sau khi nói xong mới phát hiện ra giọng của mình sao lại khác thế này thật ra cô cũng không đau đến mức đó nhưng cô lại bày ra dáng vẻ như mình mắc bệnh nan y đến nơi rồi ấy đau ở đâu Thời Yến hỏi cô, Trịnh Thư Ý cất giọng khàn khàn, chỗ nào cũng đau hết, Thời Yến anh ngồi thẳng người lên, khóe môi dần nhếch lên thành một nụ cười mất kiên nhẫn, dường như là đã nhìn thấu diễn xuất của cô, Trịnh Thư Ý xấu hổ, vội nói, thật ra cũng không đau đến thế, anh dỗ em mấy câu là được rồi, Thời Yến cụp mắt quan sát cô một hồi, dỗ thế nào, anh chỉ cần nói Trịnh thư ý suy nghĩ một lát, chưa lên trời mà sao anh đã nhìn thấy tiên nữ rồi. Vẻ mặt thời yến khó mà diễn tả thành lời, sau đó, anh đi đến bên giường, cởi áo vest ra, không chút biểu cảm ngồi xuống ghế sofa, lúc anh ngước mắt lên nhìn cô lần nữa, giọng điệu trở nên bất đắc dĩ, "Ngủ đi, tôi ở đây, tiên nữ ạ." À? căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người, trịnh thư ý quấn chăn, khép hờ đôi mắt nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Một lát sau, cô mở hé hé mắt, đuôi mắt liếc thấy thời yến đang ngả lưng vào sofa, nghiêng nửa bờ vai, đôi chân dang rộng một cách thoải mái, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, trông anh quả thật giống như đã sẵn sàng ngồi ở đây đợi, anh chỉ ngồi ở chỗ đó. Không nói gì, cũng không làm gì, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn đến khó hiểu, trịnh thư. Thư Ý nghĩ, ít nhất sẽ không có cái cảnh khi cô đau đến kêu trời trách đất lại không có người ở bên, cái cảm giác bất an ấy khiến cô ngay cả đi ngủ cũng không dám tắt chuông điện thoại, im lặng ngắm nhìn anh một lát, Trịnh Thư Ý lấy điện thoại ra, chuyển sang chế độ im lặng, sau đó trở mình, đưa lưng về phía anh. Một lát sau, cuối cùng cô cũng đã có thể đi vào giấc ngủ, ngay khi cô chuẩn bị TH Iota đi, thời Yến bỗng hỏi khẽ, rốt cuộc là em đau bụng, đau đầu, hay là đau ở chỗ nào, trịnh thư ý mở mắt ra, ấp úng đáp, em đau mùa dâu, người ở phía sau im lặng một lúc lâu, giọng nói lạnh như băng lại truyền tới, ừ, ngày mai em cứ tiếp tục mặc váy ngắn ra ngoài, áo tay ngắn cũng được, thế thì sẽ không đau nữa, trịnh thư ý, đồ đàn ông hư thúi, rốt cuộc là anh anh có biết an ủi người ta không hả anh nghĩ rằng em mặc váy là vì cô kéo chăn lên lẩm bẩm còn không phải là để đẹp ư không mặc váy cũng đẹp rồi trịnh thư ý chớp chớp mắt quay đầu nhìn anh hả em ngủ đi trịnh thư ý không ngờ mình lại có thể ngủ vào lúc thế này thời yến cũng không ngờ cô lại ngủ ngon như thế người nằm chê y giường một hồi lâu sau không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng hít thở đều đặn vang lên, chiều đông vừa dài lại vừa yên tĩnh, ngoài trời lại u ám, mới có 2-3 giờ chiều mà nắng đã tắt dần, đèn trong phòng có hơi sáng, ánh đèn lung lay trước mắt khiến người ta không thể nào bình tĩnh được, thời yến ngẩng đầu ngắm nhìn người đang nằm chê y giường, anh đứng dậy, tắt ngọn đèn lớn chê y đỉnh đầu đi, rồi lại bật cây đèn đứng mờ mờ ở bên cạnh giường, ngay lúc này, điện điện thoại đặt trên y tủ đầu giường bỗng nhiên sáng lên, không có tiếng chuông, không có tiếng rung, màn hình sáng lên hiển thị tên người gọi đến là bà Vương Trăm Ăn, thời Yến nhìn thoáng qua trịnh thư ý đang ngủ say, thế nên anh cũng bỏ qua cuộc gọi này, để mặc cho nó tự động cúp máy, nhưng vài giây sau, điện thoại lại vang lên, vẫn là người tên bà Vương Trăm Ăn sao kia, nhà cô nuôi thú cưng à, sao si yang doen, từ này có nghĩa là người chăn nuôi, nhân viên trông coi vườn thú, người có trách nhiệm chăm sóc và cho ăn. Và từ này ở chê y mạng thường chỉ những người tặng quà tặng tiền cho các blogger hoặc streamer cũng có nghĩa chỉ những đại gia bao nuôi người khác. Với các cặp đôi yêu nhau, bạn gái cũng thường đặt biệt danh cho bạn trai mình là thế, biểu thị mình đã có bạn trai nuôi nói trắng ra thì từ này có nghĩa là người cho mình ăn cho tiền mình xài tương tự như thế trịnh thư ý ý chỉ mẹ mình là người nuôi mình theo một nghĩa hài hước còn ở đây thời yến hiểu theo nghĩa đen nên nghĩ rằng nhà cô có nuôi thú cưng có vẻ như cuộc điện thoại này rất gấp thế là anh đưa tay ra nhưng khi chạm đến mái tóc rối bù của trịnh thư ý động tác của anh khẽ dừng lại anh định vén tóc chê y mặt cô ra véo lên mặt cô nhưng khi trông thấy dáng vẻ đang ngủ say của cô thời yến chợt nở nụ cười anh cầm một nhúng tóc của trịnh thư ý khẽ lướt qua chóp mũi của cô một lần hai lần ba lần thời yến như đang chơi đùa không sợ làm phiền người ta mà tiếp tục lặp lại động tác ấy làm gì thế một lát sau trịnh thư ý bị đánh thức cô bực bội nhưng chẳng thèm mở mắt ra thời yến điện thoại trịnh thư ý nhắm mắt điều chỉnh lại hô hấp sau đó mới nhận lấy điện thoại khi vừa nhìn thấy người gọi đến, cô quệt khóe môi rồi kéo dài giọng nhận điện thoại, "Mẹ, thời yến, lâu đinh, ghi chú danh bạ này đúng là độc đáo, con đang ngủ." trịnh thư ý vuốt vuốt tóc nhưng không ngồi dậy với sự hiểu biết của mẹ trịnh thư ý về cô cô không phải là người thích ngủ chưa vì thế bà thấy khá là lạ buổi chiều mà ngủ gì trịnh thư ý không muốn nói với bà mình không khỏe ở ngoài một mình cô không nên vô duyên vô cớ khiến gia đình ở xa lo lắng vì mình được không có chuyện gì con buồn ngủ thôi đầu bên kia im lặng vài giây không có chuyện gì á Thế sao con không tìm dụ du? Trịnh Thư Ý vừa nghe đến cái tên đó, cô bật người dậy, thấy cô bật dậy, thời Yến nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau, hai giây sau, Trịnh Thư Ý lại trột dạ quay mặt sang chỗ khác, cô gãi đầu, mẹ, cuối tuần mà con cũng không được nghỉ ngơi ư, cùng đi ăn cơm, cùng đi xem phim cũng là nghỉ ngơi mà. Mẹ cô cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường, dạo gần đây không phải mới có bộ phim tình cảm gì gì đó ư. Mẹ thấy mấy đứa em họ con hay đăng chê y mạng, hai đứa bây cũng đi xem đi, mẹ, thật ra con. Cô dương mắt liếc trộm sang bên này, thời Yến đã xoay người đi, không cần đâu, mẹ chịu khó chờ ít bữa, con về ăn Tết rồi sẽ nói với mẹ sau, nói cái gì sao lại phải chờ về nhà ăn tết mới nói với mẹ có phải mày lại dở hơi không để ý đến dụ du người ta không trịnh thư ý bất lực túm lấy cái gối không phải con ý ý à mẹ bỗng ngắt ngang lời cô nếu con không thích thì nói với mẹ mẹ không ép con đâu trịnh thư ý nghe thế thì gật đầu ngay lập tức đúng 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 thật ra con không thích kiểu đó nhưng cùng lúc đó mẹ cô vẫn chưa nói dứt câu mẹ giúp con tìm người khác trịnh thư ý nói mẹ biết đi con thích kiểu nào ánh mắt trịnh thư ý trần trừ dừng chê y bóng lưng thời yến lẩm bẩm không phải con đã gửi ảnh cho mẹ rồi sao tút 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 bên tai vang lên tiếng máy bận trịnh thư ý đưa điện thoại đến trước mặt mẹ cô đã cúp máy trong phòng yên tĩnh trở lại trịnh thư ý vuốt ve điện thoại bầu không khí chìm vào yên lặng một cách lạ lùng cô cứ có cảm giác rằng khi mình vừa nhận điện thoại thời yến cũng đang âm thầm quan sát vẻ mặt của cô dường như anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ nhưng thời yến vẫn không nói gì chỉ yên lặng ngồi một bên mặc cho sự căng thẳng của cô chảy xuôi theo bầu không khí từ những lời lọt vào tay anh vừa nãy nào là con không thích kiểu kia không phải con đã gửi ảnh cho mẹ sao có thể đoán ra được đoạn đối thoại hoàn chỉnh thật ra không khó một lát sau thời yến thấy cô hết nghịch điện thoải, rồi lại vuốt tóc như đang định nói gì đó, anh chợt mở miệng, dứt khoát ngắt ngang mấy lời giải thích của cô, "Trong nhà bắt em đi xem mắt à?" Trịnh Thư Ý, "Sao anh đoán chuẩn thế?" "Không, không có." Trịnh Thư Ý rụt vào chăn, "Mẹ em bảo sẽ mua cho em một con chó." Thời Yến gật đầu, "Thế em thích kiểu nào?" "À, em thích kiểu ngoan ngoãn, biết nghe lời." Trịnh Thư Ý vuốt mặt mình, chó cỏ Trung Quốc anh cũng biết đó, thời Yến, chả hiểu sao anh lại có cảm giác như đang bị chửi xéo, chửi xéo cũng không có gì, chủ yếu là cô nhóc này tâm địa quá gian xảo, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt ngây thơ khiến người ta khó chịu, nhưng lại không đành lòng chút lên người cô, hồi lâu sau, thời Yến rời mắt, cố gắng tiêu hóa cảm xúc bản thân, sau đó mới nói, Trịnh Thư Ý, ngày nào em cũng lắm mưu nhiều kế, đúng là khiến người khác đau đầu, trịnh thư ý nở nụ cười, giả vờ như nghe không hiểu, chớp chớp đôi mắt, thế em chia cho anh ít thuốc giảm đau nhé, thời yến, ánh mắt anh trầm xuống hẳn, giọng nói pha chút nóng này, em có ngủ không hả, trịnh thư ý nhìn đồng hồ, đã 2 giờ rưỡi rồi, ngủ chứ, ngủ chứ. Không phải anh có cuộc họp vào lúc 3 giờ sao? Anh mau đi đi, em hết mệt rồi, thời Yến bước đến gần, anh định nói gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt của trịnh thư ý, cuối cùng anh chỉ vuốt vuốt mái tóc rối bời của cô, ừ, sau khi thời Yến rời đi, trịnh thư ý vẫn không ngủ được, hết đau rồi thì cả người như chẳng còn sức lực, cô trở qua trở lại chê y giường, cứ cảm thấy toàn. Thân dã rời, chôn đầu trong gối khó chịu hồi lâu, cuối cùng cô cũng nhớ ra. Cô chưa ăn cơm, Trịnh Thư Ý lật người lại, đang định cầm điện thoại gọi đồ ăn thì chuông cửa lại vang lên, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi vào, cô Trịnh, đây là bữa ăn mà cô đã gọi, Trịnh Thư Ý, tôi gọi ư, nhân viên phục vụ gật đầu, cô ở phòng 1026 có đúng không à, Trịnh Thư Ý sửng sốt, sau đó lấy lại tinh thần, đúng vậy, là của tôi, cảm ơn nhé, vừa quay đầu, cô liền nhắn tin cho Thời Yến, Trịnh Thư Ý, cảm ơn ông chủ, Thời Yến, ai? là ông chủ của em không biết sợi dây nào trong đầu trịnh thư ý bị hư cô gõ tin nhắn gửi sang ba Ba Thời Yến, cô cũng chẳng để ý sự im lặng này của Thời Yến nghĩa là gì, bụng cô giờ trống rỗng, không chờ đợi nổi mà bắt đầu ăn ngay, vừa ăn được hai miếng, chuông điện thoại lại vang lên, hôm nay đúng là một ngày bận rộn, lúc nhìn thấy cuộc gọi đến, Trịnh Thư Ý có hơi ngớ ra, "Alo, lớp trưởng Trần, lâu rồi không gặp đấy." Trần Việt Định cười nói đúng là lâu rồi không gặp dạo này cậu thế nào tốt lắm công việc bận rộn trần việt định và trịnh thư ý là bạn đại học cũng là bạn cùng quê hai người lại cùng khóa cùng nhóm hùng biện của trường gặp nhau thường xuyên nên dần dần trở thành bạn khác phái thân thiết nhất nhưng sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi nên cũng mất liên lạc nhưng tình cảm vẫn còn đó nói chuyện cũng không thấy xa lạ là thế này tháng sau tôi sẽ kết hôn thật á trịnh thư ý kinh ngạc nhanh thế không nhanh đâu bọn tôi yêu nhau được hai năm rồi trần việt định đoán chừng cũng đang bận rộn chuyện cưới xin cho nên cậu ta chỉ nói ngắn gọn mùng bốn tết đó cậu đến nhé đến chứ đương nhiên là đến rồi trần việt định ừ ừ vài tiếng không nói thêm gì nữa nhưng vẫn có thể nhận ra cậu ta có điều muốn nói lại thôi sao thế còn chuyện gì nữa à à hồi trước tôi có gặp bạn bè mới phát hiện ra hình như cậu và nhạc tinh châu đã chia tay rồi trần việt định có hơi ngại không phải tôi nhiều chuyện gì chỉ là tôi nghĩ đến cậu ta với tôi cũng khá thân thiết mọi người lại cùng trường thế là không sao đâu trịnh thư ý hiểu ý anh ta tiếp lời cậu cứ mời đi không có gì đâu chuyện của hai bọn tôi đâu có liên quan gì đến cậu ừ tôi biết nhưng mà trần việt định bên đầu dây bên kia cứ gãi đầu sáng nay tôi có gọi mời cậu ta hình như bạn gái cậu ta cũng ở bên cạnh bảo là sẽ cùng nhau tham dự hôn lễ của tôi tôi cũng không biết phía bên cậu ngón tay trịnh thư ý run lên cô cắn răng cười đáp không sao đâu tôi ổn trần việt định thở phào nhẹ nhõm gật đầu liên tục thế thì tốt thế thì tốt vậy mình liên lạc sau nhé ok cúp điện thoại nụ cười bên khóe môi cô dần dần cứng đờ siết chặt đôi đũa trong tay mấy món ăn trước mặt không còn thấy hấp dẫn nữa cô chỉ mạnh mồm thôi nếu mùng bốn tết cô một thân một mình xuất hiện trong hôn lễ còn nhạc tinh châu lại ngọt ngào dẫn theo tần nhạc chi đến có lẽ cô sẽ chết vì máu dồn lên não mất nhưng mà bên phía thời yến ây trịnh thư ý thở dài cô không biết phải làm thế nào bây giờ dường như tất cả mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo mà cô dự đoán ví dụ như trước khi nhận cuộc điện thoại này người cô nghĩ đến người cô nhìn thấy là thời yến là bản thân anh chứ không hề nghĩ đến người này là cậu út của tần nhạc chi cô có cảm giác mình và thời yến bây giờ giống như đang yêu nhau vậy sắc trời tối dần ánh hoàng hôn nhạt màu trong phòng chốc chốc lại vang lên tiếng người phụ nữ thở dài chốc chốc lại nghe thấy tiếng gối nằm bị nắn bóp thời gian chậm chậm trôi qua mọi cảm xúc cuối cùng đã được xoa dịu vì cơ thể đã ngấm thuốc lúc thời yến quay về khách sạn khi đi ngang qua phòng trịnh thư ý anh vô thức dừng bước anh gõ cửa không thấy ai trả lời chờ một lúc anh dứt khoát mở cửa phòng đi đến phía ngoài phòng ngủ của cô thời yến lại gõ cửa một lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời anh nhíu mày gọi điện thoại cũng không có ai bắt máy bây giờ chẳng còn băn khoăn hay đắn đo nào khác thời yến đẩy cửa phòng ra nhưng đập vào mắt anh là chiếc giường bừa bộn mái tóc đen tán loạn vương vãi che y chiếc gối nằm tim anh chợt nảy lên không biết nghĩ gì mà anh lại đưa tay ra kiểm tra hơi thở của trịnh thư ý sau khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô thời yến rụt tay lại bản thân anh cũng cảm thấy trí thông minh của mình bỗng dưng bị giảm đi, anh đưa mắt nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi rồi, chắc là cô đã ngủ, thời Yến im lặng bước vào phòng, rồi lại rời khỏi phòng một cách im lặng, ngoại trừ cánh tay trịnh thư ý được nhét lại vào chăn ra thì không nhìn ra sự thay đổi của anh, nhưng thật ra, trịnh thư ý không hề dễ ngủ như thời Yến nghĩ. 11 giờ đêm, Thời Yến đang định tắm rửa thay đồ, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Trịnh Thư Ý, Trịnh Thư Ý, lan lộn. Ghi bởi Yến, dậy rồi à? Trịnh Thư Ý mới vừa dậy, Thời Yến định nói, "Đã khuya rồi, mau ngủ đi." Nhưng vừa nghĩ đến lại thấy buồn cười, Thời Yến, cho nên, Trịnh Thư Ý, em không ngủ được quả nhiên, cánh tay đang định cởi nút áo sơ mi của Thời Yến chợt buông xuống, "Thời Yến, rồi sao? Trịnh Thư Ý, anh có chuyện gì để em làm không?" Trịnh Thư Ý, "Ví dụ như gọi cho Khẩu tổng gửi cho em chút ít tài liệu gì đó." Thời Yến, "Khuya thế này rồi mà em còn muốn làm" Phiền người khác à, Trịnh thư ý, được rồi, em biết rồi. Bái Bai, Thời Yến, thay đồ đi, Trịnh Thư Ý, Thời Yến, đi ra ngoài, Trịnh Thư Ý, đi đâu? Thời Yến, dẫn em đi xem phim, đến khi ngồi yên vị trong phòng chiếu phim, Trịnh Thư Ý vẫn còn ngơ ngác, đã 11 giờ rưỡi tối, vậy mà cô lại cùng Thời Yến đi xem phim cô lại càng không ngờ đến, đã trễ thế này rồi, lại còn giữa trời đông, ấy thế mà trong rạp chiếu phim lại có nhiều người đến thế, phim chiếu giờ này chỉ có 3 bộ, ngoại trừ một bộ vừa nghe đã biết có vốn đầu tư lớn, còn một bộ vừa nghe đã biết là một bộ phim phóng sự đẫm nước mắt. Trịnh Thư Ý không muốn ngủ gật, cũng không muốn khóc, cho nên cô chọn bộ còn lại, vừa nghe tên đã biết là một bộ phim tình cảm, đặc biệt là đoạn mở đầu, nhân vật chính cưỡi xe đạp chạy ngang qua bãi biển xanh thăm thẳm, dòng tên phim chậm rãi xuất hiện, hình ảnh dần dần trở thành hình nền, khi ống kính nhắm thẳng vào gương mặt nam chính quay cận cảnh, có rất nhiều cô gái ngồi ở hàng ghế phía trước không nhìn nhịn được mà kêu lên thành tiếng lợi dụng ánh sáng mờ mờ trịnh thư ý nghiêng đầu nhìn sang thời yến anh nhìn chăm chú lên màn hình ánh đèn lúc sáng lúc tối hắt lên gương mặt anh như cảm nhận được ánh mắt của trịnh thư ý anh quay mặt nhìn sang hai người ngồi cạnh nhau anh vừa quay đầu lại hơi thở cả hai như quấn quyết lấy nhau vì ngồi ngược sáng nên trịnh thư ý không nhìn rõ ánh mắt hay vẻ mặt của anh nhưng vì khoảnh khắc chạm mặt bất ngờ này mà sợi dây nào đó trong lòng cô bỗng chốc bị dao động, vài giây sau, trịnh thư ý chợt hoàn hồn, quay mặt sang chỗ khác, lấy điện thoại ra chụp lại hai cuống vé trong tay, đoạn đầu phim vừa buồn lại vừa chán, mới chiếu được 20 phút đã có người bắt đầu ngủ gật, nhiều người khác thì chơi điện thoại, trịnh thư ý nghĩ nghĩ, bây giờ cô hoàn toàn không thể tập trung xem phim này được, chắc chắn là do tình tiết phim quá nhàm chán, nghĩ đi nghĩ lại, cô cúi đầu, mở lại tấm ảnh mình vừa mới chụp, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đăng ảnh lên vòng bạn bè, không nói lời nào, tựa như một loại cảm xúc vỡ hòa trong bóng tối, rồi dừng lại trong điện thoại, hiện giờ vẫn chưa khuya lắm, tường nhà cô nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt like và bình luận, Tần Thời Nguyệt là người đầu tiên, Tần Thời Nguyệt trễ vậy rồi mà chị còn đi xem phim với ba hả, Trịnh Thư Ý, cô nhóc này đúng là thánh tắt nắng, mà cô không biết nói gì, đành trả lời lại bằng ba dấu chấm lửng, Tần Thời Nguyệt tưởng cô thừa nhận lại trả lời, từ đó tới giờ ba em chưa bao giờ đi cùng em, hâm mộ chị quá, ba của chị đúng là cưng chị như trứng mỏng, trịnh thư ý, ha ha, chẳng còn tâm trạng gì, cô cất điện thoại, chuyên tâm xem phim, nhưng mà bộ phim này chán thật. Mấy phút sau, Trịnh Thư Ý lại liếc nhìn điện thoại, cảm xúc kỳ lạ vừa tiêu tán đi bỗng nhiên lại dâng lên. Trong số lượt like bài đăng của cô ấy vậy mà cô lại nhìn thấy ảnh đại diện của thời Yến, anh thế mà lại bấm like cho cô. Cảm giác này đúng là vô cùng kỳ diệu, trong nhóm bạn bè náo nhiệt, anh biết cô đang làm gì, nhưng vẫn im lặng ngầm cho phép cô.